bắt bốn đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân. Nguyên nhân vụ xe khách đâm liên hoàn và hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Long An. Điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong nằm trong khe đá ở Bình Thuận. Giáo hội cấm đại đức thích nhuận đức thuyết giảng. Khánh thành công trình tu bổ di tích Châu Hương Viên. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị giải cứu thành công 36 người về nước an toàn, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này vẽ ra viễn cảnh việc nhẹ lương cao khiến nhiều người sập bẫy bị lừa bán sang nước ngoài. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử nhiều mũi công tác để đấu tranh, triệt phá tội phạm này. Kết quả cảnh sát phát hiện Lê Xuân Thành, sinh năm 1989, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh cùng đồng bọn, đã thông qua mạng xã hội sử dụng danh nghĩa, tuyển dụng lao động sang làm việc tại Thái Lan với mức lương từ 18 đến 30 triệu đồng. Để móc nối tổ chức đưa người Hà Tĩnh sang Lào, bán cho các đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo quốc tế trên không gian mạng ở khu vực đặc khu kinh tế Tam giác vàng tại tỉnh Bò Kẹo Lào. Khi tới nơi số người này bị khống chế cưỡng bức lao động, ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến. Mỗi người làm việc một ngày gần 20 tiếng, có trường hợp không được trả lương, bị các đối tượng đánh đập quản thúc không cho ra ngoài. Khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao, họ bị giam giữ ép nạn nhân gọi điện về người nhà tại Việt Nam để đòi tiền chuộc. Ngày 22 tháng 5, tổ công tác của công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, công an thị xã Kỳ Anh, đoàn công tác của Bộ Công an đang công tác tại Lào, cục cảnh sát mua bán người, Bộ Công an Lào, công an tỉnh Bò Kẹo Lào phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu đường dây. Các đối tượng bị bắt gồm Lê Xuân Thành sinh năm 1989, Lê Anh Tuấn sinh năm 1990, chú xã Kỳ Lợi Dương Anh Điện sinh năm 1986, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Lê Thanh Trầm sinh năm 1978, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cơ quan chức năng giải cứu đưa 36 người Việt Nam từ trong đặc khu kinh tế bỏ kẹo ở Tam Giác Vàng về nước an toàn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ cuối năm 2023, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn sang Lào làm việc cho một tổ chức tội phạm tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo Lào với nhiệm vụ thông qua mạng xã hội lừa đảo người Việt Nam đầu tư vào các app lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, Thành và Tuấn được giao nhiệm vụ quản lý, tìm kiếm người từ Việt Nam đưa sang hoạt động. Các đối tượng thông qua mạng xã hội tuyển dụng người sang Thái Lan lao động, việc nhẹ lương cao. Thành và Tuấn đã đưa 22 người Hà Tĩnh qua cửa khẩu Tây Trang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đến đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo, Lào, giao cho các đối tượng Trung Quốc. Số người này, khi sang được cung cấp máy tính, điện thoại và hướng dẫn đào tạo để lập tài khoản mạng xã hội nhắn tin, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Sau một thời gian hoạt động bị thu hết hộ chiếu, giam lỏng, đánh đập, không trả lương nên số người này đã liên lạc về nhà để cầu cứu. Được biết đường dây tổ chức người đưa từ Việt Nam sang Lào do Lê Xuân Thành, Lê Tuấn Anh nằm trong hệ thống đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. Liên quan đến vụ xe khách đâm hàng loạt xe máy ở Long An, sáng ngày 7 tháng 6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Long An, tài xế Trần Kim Thức, 64 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An, khai nhận do xe mất thắng, không thể điều khiển dẫn đến vụ tai nạn. Thượng tá Trần Minh Hoàng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Long An đã báo cáo với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tai nạn giao thông xảy ra tại giao lộ Bình Nhật thuộc ấp 1 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, làm nhiều người thương vong hỏng 8 xe máy các loại. Nguyên nhân ban đầu theo tài xế khai nhận xe mắt lái không thể điều khiển đã đâm vào hàng loạt xe máy đang di chuyển chậm khi đèn xanh bắt đầu. Qua test nhanh, tài xế âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Vụ tai nạn làm hai thanh niên tử vong là anh Nguyễn Duy Khải 21 tuổi, ngụ tại phường 4 thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, điều khiển xe máy 51F71569, Nguyễn Duy Khánh 34 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An, điều khiển xe máy 63B322865, nhiều trường hợp bị thương nhẹ được đưa về nhà, hư hỏng 8 xe máy. Sáng 7 tháng 6, công an huyện Bến Lức tỉnh Long An tiếp tục làm việc với tài xế thức để xác định hành vi vi phạm được biết, tài xế thức có giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 16 tháng 6 năm 2025. Xe có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Hát, trú tại thị trấn Cai Lệ Tiền Giang, có đăng ký kinh doanh vận tải và lắp thiết bị giám sát hành trình. Trước đó vào chiều mùng 6 tháng 6 tại ngã tư Bình Nhật, trên quốc lộ 1A, đoạn ấp 1 xã Thạnh Đức xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ô tô khách đưa rước công nhân biển số 63B00063 chạy theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về Long An mất lái, đâm vào hàng chục xe máy dừng chờ đèn đỏ, khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, cùng hàng chục người khác bị thương phải nhập viện ở nhiều mức độ khác nhau. Nối tiếp phần tin về giao thông, dạng sáng ngày mùng 7 tháng 6, một xe ô tô con va chạm mạnh vào dài phân cách, sau đó bốc cháy dữ dội và bị thiêu dụi tại Hải Phòng. Chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Vào khoảng 2 giờ 31 phút ngày 7 tháng 6, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng nhận được thông tin từ người dân về vụ va chạm giao thông tại khu vực phía trước khách sạn Sheraton Hải Phòng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Ô tô nhãn hiệu Mazda va chạm mạnh vào giải phân cách trên đường, sau đó bốc cháy. Trung tâm 114 đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện chữa cháy. Phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy, công an Hồng Bàng có mặt tại hiện trường. Dập lửa, Ít phút sau, đám cháy đã được dập tắt, không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc ô tô đã bị thiêu dụi. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nên cài đặt ứng dụng báo cháy 114 để có thể thông báo nhanh chóng các sự cố, giúp lực lượng chức năng có thể phản ứng kịp thời, giảm thiểu thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra. Mới đây, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong nằm trong khe đá nên đã trình báo công an đến hiện trường điều tra vụ việc. Đến sáng ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận vẫn đang tìm thông tin lai lịch của nạn nhân trên địa bàn. Trước đó, tối mùng 6 tháng 6, người dân đi trên khu vực núi ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong thì phát hiện một nam giới tử vong nằm trong khe đá. Vụ việc được trình báo công an địa phương, công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã đến hiện trường vụ việc. Vị trí này là khe đá có nhiều tảng đá nhô lên. Nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy và nhận định là nam giới, độ tuổi khoảng 25 đến 35 tuổi, nhuộm tóc vàng. Sau khi đưa nạn nhân lên từ khe đá, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong và nhận định thời điểm tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 7 ngày. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, nạn nhân được khâm liệm. Hiện công an huyện Tuy Phong đang tìm thông tin lai lịch nạn nhân và thụ lý điều tra theo quy định. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đổ tường nhà khiến hai người thương vong. Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 6 tại ngôi nhà đang phá rỡ trong ngõ 444, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Theo người dân sống trong khu vực, nạn nhân là hai anh em ruột, được thuê đến ngôi nhà tại ngõ trên để thực hiện việc phá rỡ bức tường. Khi người anh trèo lên để thực hiện việc phá rỡ thì bất ngờ, bức tường đổ xuống đè vào hai người. Khi phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán kêu gọi giúp đỡ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an phường Cống Vị đã kịp thời có mặt cùng với người dân thực hiện cứu nạn, điều tiết giao thông bảo vệ hiện trường. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Ba Đình cũng tiếp nhận hiện trường, phá đống đổ nát, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên một người đã tử vong tại bệnh viện. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho biết đã chỉ đạo ủy ban nhân dân phường tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức phiên họp giữa Trung ương Giáo hội và Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm 4 tháng 6. Giáo hội đã xác nhận một số nội dung thuyết giảng của Đại Đức Thích Nhuận Đức được lan truyền trên mạng xã hội sai với tôn chỉ giáo lý, giáo luật Phật giáo, vi phạm các quy định thuyết giảng của Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội đồng trị sự của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận định các phát ngôn này làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Sau khi lắng nghe các ý kiến từ chư tôn giáo phẩm Đại Đức Thích Nhuận Đức thành tâm sám hối, do có những nội dung thuyết giảng chưa đúng với chính pháp và không phù hợp với giới luật, oai nghi của tu sĩ Phật giáo. Đại Đức Thích Nhuận Đức không được phép thuyết giảng trong thời gian một năm để chuyên tâm tu tập và sám hối. Lãnh đạo Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp chịu trách nhiệm giám sát, quản lý và hướng dẫn đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức. Trước nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí lạ trong tuyển sinh ở trường quản trị và kinh doanh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu chấn trình đảm bảo quyền lợi công bằng đối với thí sinh về cơ hội dự tuyển. Theo đề án tuyển sinh, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội không xét tuyển thí sinh nữ có chiều cao dưới 1m58, nam dưới 1m65, có thể lực và thị giác tốt. Nếu như có năng khiếu đặc biệt, trường sẽ xét riêng. Tiêu chí này của trường gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn. Nhiều ý kiến cho rằng tiêu chí đặt ra như vậy gây sự phân biệt đối xử với thí sinh, trong khi đây không phải là ngành đào tạo mang tính đặc thù. Trước kiến nghị của một số cá nhân và phản ánh trên một số phương tiện truyền thông về công tác xét tuyển đại học năm 2024 của trường quản trị và kinh doanh, trong đó có một số tiêu chí và điều kiện xét đến đặc điểm cá nhân về chiều cao và thị lực. Chiều mùng 6 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị cơ sở đào tạo này khẩn trương chỉ đạo trường quản trị và kinh doanh nghiêm túc giả soát các tiêu chí và điều kiện xét tuyển của nhà trường trong đề án tuyển sinh đại học năm 2024 theo quy định tại điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh của quy chế, công văn nêu rõ để đảm bảo công bằng đối với thí sinh về cơ hội dự tuyển, nhà trường phải tuân thủ và đảm bảo không để thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan đến trình độ năng lực, trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng an ninh hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà tốn kém. Hiện nay chỉ các trường công an quân đội mới đặt ra điều kiện về chiều cao. Trường quân đội tuyển thí sinh nam cao 1m65 trở lên, nữ 1m54 trở lên. Điều này ở các trường công an là 1m64 và 1m58. Hoặc một số trường hợp đặc thù như Học viện Báo chí và Tuyên truyền yêu cầu thí sinh ngành quay phim cao 1m65 với nam và 1m60 với nữ. Đào sư phạm Hà Nội lấy nam cao 1m6, nữ cao 1m55 vào ngành giáo dục quốc phòng và an ninh. Năm học 2024-2025, ngành quản trị và kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 500 sinh viên cho 4 ngành ở bậc đại học, gồm quản trị doanh nghiệp và công nghệ, marketing và truyền thông, quản trị nhân lực và nhân tài, quản trị và an ninh. Tại tỉnh Đắk Lắk, gần đây xảy ra vụ việc hai học sinh trung học phổ thông phải nhập viện cấp cứu do sử dụng thuốc lá điện tử trong giờ ra chơi. Tình trạng thuốc lá điện tử đang xâm nhập trong học đường, đòi hỏi cả gia đình, nhà trường và các ngành chức năng có những biện pháp cấp bách ngăn chặn. Cuối tháng 3 vừa qua, trong giờ ra chơi tại trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắc, có hai học sinh bất ngờ bị sủi bọt mép, co giật. Phát hiện vụ việc nhà trường đã đưa các em tới trung tâm y tế huyện cấp cứu. Kết quả các mẫu xét nghiệm cho thấy phát hiện có nhiều chất có khả năng gây nghiện trong máu. Một trong hai học sinh cho biết trước đó các em được một bạn học cho dùng thử thuốc lá điện tử, hút xong em thấy choáng váng và nôn ói khan sau đó không biết gì. Thầy Phạm Văn Nhường, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử cho biết. Qua sự việc này, nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh, phát huy hòm thư góp ý để nắm thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc quản lý con em, ngăn ngừa việc các chất gây nghiện xâm nhập vào học đường. Thầy nhưng cho biết đây là vấn đề mà nhà trường phải suy nghĩ, tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo đoàn thanh niên phải kiểm tra trong các giờ ra chơi để ngăn ngừa. Bên cạnh đó, phát huy tiếp nhận hòm thư góp ý để hàng tuần mở ra kiểm tra, nắm thông tin để xử lý. Ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập vào học đường là điều cấp bách bởi với lứa tuổi học sinh, từ thuốc lá điện tử đến các chất ma túy là con đường rất gần khi nước ta đã phát hiện nhiều vụ việc thuốc lá điện tử có tẩm hoạt chất ma túy. Theo thống kê của công an tỉnh Đắk Lắk, trong số gần 400 người sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện trong năm tháng qua, có hơn một nửa trong độ tuổi từ 16 đến dưới 30 tuổi, đặc biệt số người nghiện dưới 18 tuổi ngày càng tăng. Trong những đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt đã có nhiều trường hợp là học sinh đại tá nguyễn quang trung trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc nêu rõ nhà trường cần hết sức cảnh giác phòng đã có nhiều văn bản chỉ đạo công an các huyện thị xã thành phố tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục tại các trường học tới các lứa tuổi học sinh nhạy cảm về vấn đề này để ngăn chặn từ sớm từ xa không để ma túy tràn vào các trường học trên địa bàn tỉnh đắk lắc Mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hành đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh ngày 6 tháng 6 rằng trong đêm diễn ra khai mạc tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, các thiết bị bay kể cả có giấy phép sẽ bị cấm không được bay tại đại nội theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình khai mạc thuộc tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, thiết bị bay không được phép sử dụng ở khu vực đại nội, kể cả có giấy phép bay, chỉ ưu tiên cho một thiết bị bay của đơn vị thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp. Nếu các đơn vị bay vi phạm sẽ bị ngắt sóng điều khiển, tịch thu và xử phạt tổ chức cá nhân vi phạm. Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 có chủ đề Di sản văn hóa, với hội nhập và phát triển diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 6, được xem là điểm nhấn của Festival Huế 2024. 2024 với chủ đề khát vọng dạng dỡ ngàn sau. Tối mùng 7 tháng 6 lần đầu tiên chương trình khai mạc tuần lễ Festival Huế 2024 được tổ chức tại Điện Kiến Trung Đại Nội Huế. Chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bảo trợ có ekip thực hiện nội dung với nhiều tiết mục của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đồng diễn. Chương trình là sự tổng hòa quy tụ những giá trị truyền thống nghệ thuật đương đại mang hơi thở cuộc sống của Huế và nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới. Ngày 6 tháng 6, tại thành phố Huế, Bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khánh thành công trình bảo tồn tu bổ di tích ưng bình tại Châu Hương Viên. Đây là công trình gắn liền với danh nhân ưng bình thúc dạ thị, người có công rất lớn trong việc phát triển thơ văn tuồng ca Huế. Ưng Bình Thúc Dạ Thị, sinh năm 1877, mất năm 1961, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Bình, sinh ra tại làng Vĩ Dạ, trong một gia đình hoàng tộc có truyền thống văn chương. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã để lại gần 2.000 bài thơ chữ Việt và chữ Hán. Ngoài ra, ông còn được biết đến là nhà soạn tuồng tài ba. Không chỉ là nhà thơ, nhà soạn tuồng nổi tiếng, ưng Bình còn là một trong những người có công lao to lớn trong việc hình thành và phát triển ca Huế thính phòng. Nhờ những sáng tác, những làn điệu ca Huế của ông mà sinh hoạt ca Huế của người dân xứ Huế trở nên đặc sắc và được duy trì phát triển cho đến ngày nay. Năm 1933, sau khi rời trốn quan trường, ưng Bình mua lại mảnh vườn tọa lạc bên sông Hương ở thôn Vĩ Dạ, nay thuộc phường Phú Thượng, thành phố Huế. Tại đây, ông đã cho xây dựng một ngôi nhà giường ba gian, hai trái. Về sau, có thêm một số công trình phụ trợ. Mảnh vườn này được ông gọi tên là Châu Hương Viên hay Vườn Châu Hương và gắn bó với những năm cuối đời với thi ca. Châu Hương Viên là công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử văn hóa. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xếp hạng di tích ưng bình tại Châu Hương Viên là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân cấp tỉnh. Năm 2021, di tích được giao cho Bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật, dự án bảo tồn, tu bổ di tích ưng bình tại Châu Hương Viên với nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục tu bổ, tôn tạo, phục dựng lại toàn bộ di tích gốc, bao nhiêu nhà chính, nhà phụ, bình phong, cải tạo, chỉnh trang, sân vườn mặt trước và khu vực xung quanh khuôn viên, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy. Qua hơn một năm tu bổ, di tích đã được Khánh Thành đưa vào sử dụng. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, việc bảo tồn di tích ưng bình tại trong hương viên đã góp phần cải tạo cảnh quan khu vực đây là dấu ấn quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh nhất là gắn với danh nhân ưng bình, người có công phát triển ca Huế, loại hình nghệ thuật riêng có của Huế đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong thời gian tới, Bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế được giao trực tiếp quản lý di tích sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân biến nơi đây trở thành một địa chỉ sinh hoạt văn hóa nói chung, ca Huế nói riêng, kết hợp đưa vào các tour tuyến phục vụ khách du lịch. Đây cũng chính là điều mong mỏi của các nghệ sĩ Huế và những ai yêu mến danh nhân ưng bình thúc giả thị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trên kênh youtube báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, mời quý vị ấn like và đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!